Từ nhiều năm nay, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng luôn là điểm nóng của tình trạng quá tải về học sinh. Để đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày, một số trường học trên địa bàn đã phải tận dụng hội trường, sảnh. Giải quyết phần nào tình trạng tồn đọng này khi năm học mới sắp cận kề, một số trường được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. 7 phòng học, 1 phòng tin học. Đây là số lượng phòng học mới được xây dựng thêm tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, một điểm nóng về quá tải học sinh tại quận Liên Chiểu trong năm học mới này. Đáng nói, dù mở rộng nhưng vẫn không đủ đáp ứng phòng học cho học sinh. Do đó, nhà trường vẫn tiếp tục tận dụng sảnh làm phòng học như các năm trước. Trong cái khối phòng học mà xây dựng mới, với thêm mà nhà trường có những cái số phòng mà cần kiến cố, thì đến thời điểm này là sẽ có được 39 phòng học, mà năm nay là có 41 lớp. Vì vậy là cũng phải lấy thêm 2 phòng tạm, có nghĩa là phòng sử dụng ngắn của những năm trước để đảm bảo cho là học sinh là học 2 buổi trên ngày 41 lớp. Cũng tại quận Liên Chiểu, trường tiểu học Hồng Quang dù không phải là điểm đen về quá tải học sinh so với các trường khác trong khu vực. Năm học mới này, trường có thêm 7 phòng học mới được xây dựng, thế nhưng vẫn phải tái sử dụng lại sảnh để làm phòng học. Năm nay thì nhà trường được đầu tư thêm một cái dãy 4 tầng gồm có tất cả là 7 phòng học, đảm bảo được cho học sinh tất cả các khối lớp học 2 buổi trên ngày. Với cái số lượng học sinh của nhà trường thì là 1.530 học sinh. Thì năm nay học sinh khối 5 học theo cái chương trình phổ thông 2018, chương trình mới, thì nó đáp ứng được đủ cho các em học được 2 buổi trên ngày. Thống kê, vào mỗi năm học mới, số lượng học sinh tại quận Liên Chiểu tăng từ 1.200 đến 1.500 học sinh. Để giải quyết tình trạng này, địa phương cho nâng cấp, xây dựng thêm phòng học tại 5 trường và tiếp tục tận dụng các phòng chức năng để làm phòng học tạm, tăng sĩ số học sinh trên một lớp từ 35 lên 40 học sinh. Quận cũng thực tế nhìn thấy, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ có xây thêm trường học mới có thể giải quyết căn cơ tình trạng này. Quận cũng đã kiến nghị rất nhiều lần với thành phố. Thành phố là đầu tư không thiếu kinh phí. Vấn đề của quận là vướng ở công tác giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng và đất là chưa có mặt bằng nên không thể xây dựng được. Còn những cái vị trí mà có khả năng xây dựng được thì rất xa khu dân cư, là không có đáp ứng được cái việc học hành đi lại của các em. Thì hiện nay chủ yếu là vướng công tác giải phóng mặt bằng. Quận cũng đang rất là cố gắng để giải quyết vấn đề này. Năm học mới này, thành phố Đà Nẵng và quận Liên Chiểu đầu tư xây dựng mới phòng học và cải tạo sửa chữa là 72,4 tỷ đồng. Năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học đảm bảo sĩ số 35 em một lớp theo quy định điều lệ trường tiểu học. Tuy nhiên, yêu cầu này đối với quận Liên Chiểu là không thể thực hiện được.